Anh tắt ESP được nha, nhưng mà đừng có tắt hệ thống OBD nha. Ông mà đỡ. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với AutoZone và Vlog Xe. Ngày hôm nay thì Tâm và Khoa sẽ cùng nhau phối hợp để mà gửi đến các bạn một cái video clip đánh giá thực tế chiếc Mitsubishi Xpander Cross. Để xem là tính năng anh yêu cô AYC nó sẽ đưa chúng ta đi nhanh như thế nào cũng như là đi xa được tới đâu trên đường rally. Như ngày hôm trước thì Tâm cũng đã chia sẻ với mọi người ở trong cái clip giới thiệu tại showroom thì rõ ràng tất cả những cái thông tin về cái sự thay đổi cũng như là các cái thông tin về chiếc xe này thì Tâm đã gửi đến các bạn theo cái dạng là rất là chung chung về lý thuyết, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm nó thực tế trên đường để chúng ta tìm hiểu xem cái tính năng giống như Khoa vừa mới chia sẻ AYC anh yêu cua nó sẽ thực sự giúp ích cho người lái như thế nào và nó có thực sự cần thiết cho người tiêu dùng tại Việt Nam hay không. Rồi, trước khi bước vào trong cái phần test drive của Tâm và Khoa thì Tâm sẽ muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin về chiếc Xpander Cross này. Đối với lại Mitsubishi, Xpander bản thường nó là một cái xe mà nó sẽ thiên về cái sự rộng rãi, thoải mái, tiện nghi dành cho đi phố là chủ yếu, đi gia đình. Thì cái phiên bản Cross là một cái phiên bản có thể gọi là nâng cao so với lại cái phiên bản Xpander thường, là nó sẽ dành cho những cái đối tượng khách hàng là cũng muốn sự rộng rãi đó, cũng muốn cái sự tiện nghi đó, nhưng mà có cái gì đó nó bạo lực hơn một tí, nó cá tính hơn một tí để mà có thể chinh phục những cái cung đường nó sẽ hơi khó khăn hơn một tí. Nhưng ở cái thế hệ trước á, thì các bạn sẽ thấy là cái Xpander Cross và Xpander thường á, thì nó có lẽ nó chỉ có sự khác biệt một đôi chút xíu những cái option linh tinh thôi. Nhưng mà trên cái Xpander Cross lần này á, so với Xpander thường á, thì chúng ta thêm một cái tính năng là AYC hỗ trợ khi vào cua bằng cách can thiệp về hệ thống phanh để nó phanh cái bánh ở bên trong cua để giúp chúng ta vào cua nó dễ dàng hơn. Và cái hành động này của Mitsubishi thì nó sẽ giúp cho những cái người mà trải nghiệm cái Xpander Cross nó sẽ có một cái phần gì đó nó khá là khác biệt so với Xpander thường. Khoa có nghĩ gì không Khoa? Em không thể nào mà đồng ý nhiều hơn nữa với anh Tâm. Thì cơ bản là cái AYC, cái anh yêu cua đó, nó một cái tính năng điện tử nhưng mà nó rất là hiệu quả. Mặc dù là cái cách hoạt động của nó vô cùng đơn giản nha, giống như là chúng ta đi tới ai cầm cái vai gịch lại thì cái xe nó sẽ ôm tròn cua theo vậy đó. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà để xem là chạy rally nó giúp ích cho chúng ta như thế nào. Và đây cũng là lý do tại sao ngày hôm nay Tâm và Khoa lựa chọn cái cung đường này như các bạn thấy. Bởi vì cái tính năng này á, nó sẽ thật sự hiệu quả nhất và nó thật sự hỗ trợ nhất là trên những cái đoạn đường mà nó hơi trơn trượt. Còn nếu như mọi người mà đi trên đường nhựa hoặc là đi trong phố á, thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ không nhìn thấy nó hoạt động đâu. Ok, thôi nóng lòng quá, trải nghiệm đi ha. Sự là trên cái chiếc Xpander Cross này so với Xpander Cross thế hệ trước thì cái thứ mà được cải tiến mà rõ ràng nhất mà Tâm nhận được đó chính là cái hệ thống treo bây giờ nó cứng hơn. Có lẽ là những người mà hay thích đi cái kiểu mà êm ái nhẹ nhàng á, thì có sẽ cảm thấy là cái xe này nó hơi cứng, nhưng mà thật ra với cá nhân mình và Khoa cũng vậy thôi, có nghĩa là cái hệ thống treo mà nó cứng hơn một tí á, nó không quá cứng đâu, nhưng nó cứng một tí á, nó sẽ giúp cho cái xe nó vững hơn khi chúng ta đi tốc độ cao cũng như khi chúng ta vào cua. Với lại một cái đặc biệt nữa, các bạn để ý nha, Xpander mà cái đời trước nâng cấp, trước khi mà xài cái phuộc có công nghệ giống như là trên Pajero Sport á, thì nó bị một cái là các bạn chở nặng, các bạn sẽ thấy là cái xe nó cực kỳ u lì luôn, giống như là hệ thống treo của nó bị sao, nó bị nhão quá. Nhưng từ sau cái đời Xpander mà xài cái phuộc, cái hệ thống treo có cái công nghệ giống Pajero Sport á, thì bây giờ nó cứng hơn một chút, và đặc biệt là đi tốc độ cao với nhiều người nha, chở nặng nha, cái xe nó lanh hơn, không còn ù lì nữa. Các bạn thử để ý mà xem. Nó cái kiểu nó giống như này nè, cái rất là hơi khó giải thích một chút, đó là trong cái cứng của nó thì chúng ta vẫn sẽ cảm nhận được là à đâu đó một cái sự dẻo, rất là dẻo của cái hệ thống treo. Cho nên là khi nó giúp chúng ta vững nha, nhưng mà khi chúng ta thực sự mà đi qua những cái ổ gà hoặc là đi qua những cái bùm á, thì nó vẫn hấp thụ được rất là tốt những cái lực dao động đó. Mới là em bị một cái là những hệ thống treo quá mềm á, mà các bạn đi qua những cái gờ lớn á, nó sẽ mất mấy nhịp nó mới dập tắt. Còn trên cái hệ thống treo này nè, một nhịp, hai nhịp nó dập tắt liền thì mình đỡ bị say hơn. Đúng rồi,
chứ không là nó gọi là chúng ta hay dùng cái từ là bị bồng bềnh á, khi chúng ta đi xe ta là qua một cái bùm xong cái xe nó cứ cà nhịp vậy nè, thì giống như đi tàu vậy. Đúng rồi, đi rất là mệt. Và cũng không biết là trong cái hệ thống lái thì là Mitsubishi có thật sự thay đổi cái gì hay không, nhưng mà cái cảm giác vô lăng của mình á, nó bây giờ nó cũng chắc hơn, nó cũng cảm giác nó đầm hơn rất là nhiều, cũng chính là Xpander Cross thế hệ trước. Không, chắc tại vô lăng mới này nhìn nhiều tiền hơn. Nhìn có vẻ nó sang hơn đúng không? Ừ. Cảm giác nó dễ điều khiển và nó có gì đó rất là đầm. Chịu luôn. Ok, thêm một cái điều nữa, cũng không có cái thông tin chính xác cụ thể đâu, nhưng mà đây là cái cảm nhận của mình khi mình đi cái xe thôi. Cái xe này khi mình nhận thì nó rất mới, mới vừa đăng ký biển xong là mình đã được trải nghiệm cái xe này, nó mới có 70 mấy cây số thôi. Thì đi tới giờ là 300 mấy chục cây rồi, mình đi 300 cây 2 ngày nay. Thì mình cảm thấy một điều là cái bước ga, cái hộp số có vẻ là nó rất là chuyển số trả về rất là nhạy nha. Có nghĩa là ví dụ như ngày xưa mình phải đạp vô sâu hơn thì nó mới trả số. Còn bây giờ đôi khi đó mình đang đi gọi là cruising, đi kiểu này nè, nhưng mình hơi nhấp nhẹ vô cái là nó trả số sớm hơn, nó trả số nhanh hơn. Thì không biết là đây là do cái cách chạy của mình, thì mình đang educate cái ECU, hay là do có cái sự tinh chỉnh nào đó từ Mitsubishi trong cái hộp số này. Thì cái này là mình cũng không có thông tin chính xác rõ ràng. Khoa thì nghĩ sao? Em thì em thấy với cái sự tinh chỉnh mày, cảm giác xe nó có vẻ thôi nha, có vẻ nó bốc hơn một chút. Và sau là những cái xe hàng á, cái này không phải là chê nha. Sự thật luôn là mình đã có test Xpander trực tiếp lại những cái xe hàng của phân khúc luôn, thì mình thấy là cái kiểu xe hàng thì nó lại thiên về cái hướng nó mượt mà ở những cái nước ga đầu hơn là Xpander. Xpander thì cảm giác những người nào mà thích chạy kiểu thể thao á, thì lên Xpander sẽ không thấy nó yếu nha. Nước ga đầu nó rất là bốc. Bảo đảm các bạn luôn. Đúng rồi, đặc biệt là ngừng đèn đỏ xong mà đạp lên đến vậy nè, đó. Cảm giác cái tua máy bây giờ nó lên, ví dụ như lên tới 4.000-4.500 vòng một phút xong rồi nó chuyển số. Nhưng mà cái sự chuyển số này nó không có bị giật cục. Sự chuyển số nó cũng khá là mượt mà. Bốn cấp nhưng mà nó không phải kiểu thô mà nó có được cái sự mượt, có được cái trải nghiệm cao cấp chứ không phải là giống bốn cấp hồi xưa. Rồi bây giờ đang trên đường đẹp nè. Thì chúng ta sẽ đỡ nghe tiếng ồn gầm hơn. Và thực tế mà nói như hồi nãy, cái cung đường hồi nãy đi rất là xấu, rất là nhiều sổ, thành ra chúng ta mới nghe nhiều cái tiếng ồn từ lớp nó vọng lên trên cái khoang xe. Chứ mà về cái khả năng cách âm gầm của Xpander Cross bây giờ thì mình đánh giá là nó khá là tốt trong cái tầm giá của nó, trong cái phân khúc của nó. Dĩ nhiên khi chúng ta so sánh cái xe này thì chúng ta phải so sánh trong cùng cái phân khúc của nó. Chúng ta sẽ không thể nào quá kỳ vọng vào cái độ êm ái của cái xe này so với một cái xe mắc tiền hơn rất là nhiều. Nhưng nó vẫn là đúng Xpander, đúng cái chất xưa giờ. Có nghĩa là khi mà lái xe thì vẫn cảm nhận được một sự thoải mái, một cái sự êm ái, dễ chịu, rộng rãi. Nó thoáng thoáng ở trong cái nội thất không gian của Xpander. Nó cứ cảm giác mình ngồi nó rất là dễ chịu. Đi xa nó nhẹ nhàng, nó khỏe lắm các bạn à. Đừng quên nha, đây là cái xe 700 triệu thôi. 700 triệu mà khung gầm thế này, cách âm như thế này. Thì các bạn còn đòi hỏi gì nữa? Đúng rồi. Về công suất và về cả gọi là tiết kiệm nhiên liệu, rồi kể chi phí vận hành, độ bền của cái xe thì đã được chứng minh qua là quá nhiều năm rồi ha, đã rất là nhiều năm rồi đó. Thì là điều là đã chứng minh được cái tính thực dụng của cái xe này, cho nên là cái này thì mình nghĩ là mình và Khoa cũng không cần review quá sâu, bởi vì các bạn dễ dàng có thể nghe được từ chính những cái bác tài đang sở hữu, vì cái người mà đang sở hữu Xpander thì nhiều khủng khiếp, cho nên là mọi người có thể hỏi quanh bạn bè của mình thì cũng đã có thể biết được cái chất lượng của cái Xpander đã được chứng thực tại thị trường Việt Nam trong những năm qua nó như thế nào. Không, thật sự mà nói nha, em mà đi mua xe á thì những cái như là êm ái nè, rồi khung gầm tốt nè, bây giờ là em sẽ đưa lên là cái sự ưu tiên của em. Chứ nhiều khi option nhiều nhưng mà ít xài thì nó cũng không có nghĩa lý gì với em cả. Cái khung gầm tốt, cách âm tốt, đi xa các bạn rất là khỏe nha. Đúng rồi. Nói chung là theo từ ngày mà bản thân mình tham gia vào cái môn rally thì mình nhận ra được một cái điều như thế này. Có nghĩa là công suất á, giúp chúng ta đi nhanh, nhưng mà cái khung gầm tốt á, giúp chúng ta đi nhanh hơn. Chủ đề này rất là hay. Lại một lần nữa, theo em ấy nha, sức mạnh nó giống như là có nhiều tiền vậy đó. Còn mà cái handling, cái khung gầm của cái xe á, thì nó thể hiện, nó đại diện cho cái sự khả năng xài tiền. Đúng rồi. Một cái xe mà siêu mạnh luôn, nhưng mà cái handling mà không tốt á, thì giống như là có tiền mà không dám xài vậy. Đúng rồi. Nó cứ riêng. Nó chán đúng không? Cực kỳ phung phí. Cực kỳ phung phí. Còn ngược lại, một cái xe yếu nhưng mà cái handling mà nó lại quá xuất sắc đi, thì cảm giác chúng ta lúc nào cũng muốn xe nó mạnh hơn nữa. Đúng rồi. Và chúng ta có thể khai thác được hết cái tiềm năng sức mạnh đó. Ok, bây giờ thì đến vào chủ đề chính.
đó là cái cung đường rất là rally mà mình tìm ra được ở cái khu vực Mũi Né. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái cung đường này. Cung đường này thì nói chung là mình sẽ không khuyến khích tất cả các bạn chạy đâu, bởi vì nó cũng khá là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ đi qua một cái đèo và cái đường là đường đất và đường đá. Và với một cái chiếc Xpander thì các bạn biết rồi, nó không được thiết kế để gọi là một cái xe performance, hay là không được thiết kế như một cái kiểu dạng xe thể thao hay là ấy đâu. Nhưng mà bởi vì cung đường này nó sẽ giúp cho mình có thể trải nghiệm được cái tính năng AYC, cho nên mình và Khoa mới lựa chọn. Mình sẽ cố gắng duy trì tốc độ khoảng tầm 50-60 km giờ thôi để các bạn có thể thấy được. Đây, cua gắt nè. Và trong cái cua ăn này... Ăn cua! Chắc hả? Chắc. Cái cua xe... chắc nịch luôn. Nó sẽ giữ cái xe mình không bị bị trượt quá là... Đây là cái hệ thống AYC kết hợp với lại ESP. Như thế này các bạn à, trên những cái xe cầu trước á, nếu như mà các bạn kiểu vào cua mà các bạn cố ép ga để mà cái xe nó xoáy bánh trước á, thì nó sẽ có thiên hướng là nó bị văng đầu, understeer. Nhưng mà trên Xpander Cross này có cái hệ thống AYC anh yêu cua, thì khi mà ép cua gắt nha, nó lại có cái nớt chạy giống như xe cầu sau, tức nghĩa là nó hơi quăng đuôi một tí. Đúng rồi. Biến xe cầu trước mà có nớt chạy khá giống xe cầu sau. Đúng rồi, tại vì khi nó phanh một cái bánh ở trong cua lại á, thì nó ngay lập tức là nó lôi cả cái xe xoay quanh cái trục đó. Đúng cho rồi. Nên là nó lại quăng đuôi. Quăng đuôi một tí, nhưng mà sau cái khoảng quăng đuôi đó là cái hệ thống ổn định thân xe điện tử nó sẽ can thiệp để mà chúng ta không quăng quá xa. Đúng bởi rồi. Vì quăng quá xa thì cái hiện tượng quăng đuôi nó sẽ khó xử lý hơn là quăng đầu nha các bạn. Đấy, một chiếc xe rất là thông minh và an toàn. Em nghĩ là cái AYC này nó nghiêng về hướng tính năng an toàn hơn là một cái tính năng thể hiện performance. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Đó. Một khi mà các bạn đã ôm Xpander Cross chạy cung đường này như anh Tâm với mình, thì bảo đảm các bạn sẽ cảm nhận được rất rõ cái tính năng này nó được can thiệp như thế nào, nó vận hành như thế nào. Và nếu như mình không khuyến khích, nhưng mà nếu như các bạn có thể nhìn xuống được cái đồng hồ, các bạn sẽ thấy được là cái tính năng nó đang phanh cái bánh nào luôn. Khá là thú vị. Nói chung là bán Xpander Cross dễ mà. Cứ cho khách chạy cung này xong rồi xuống tiền thôi. Nên thì starter mình với Khoa sẽ chạy. Đã lắm, cảm giác phê lắm các bạn. Phê nhưng mà mình không có sợ, bởi đúng vì rồi. Mình biết là có một cái hệ thống an toàn nó đưa support cho mình, nó luôn ở phía sau mình. Rất an toàn, rất yên tâm luôn. Và thêm một cái này nữa các bạn à, những cái xe khác trong phân khúc của Xpander Cross nó có thể mạnh hơn Xpander Cross trên đường thẳng nha. Nhưng mà cứ vào cua đi, mỗi lần qua một cái góc cua, Xpander Cross bảo đảm sẽ lại bỏ xa mấy cái xe kia. Đúng, chính xác. Cái này là có nghĩa là nếu ai mạnh hơn các bạn thì các bạn cứ rủ ra đây chạy. Các bạn sẽ ăn lại được, bảo đảm. Chúng ta thường quan tâm tới cái khả năng tăng tốc của cái xe thôi, nhưng mà chúng ta ít khi nào quan tâm tới cái handling của cái xe. Handling là gì? Handling tức nghĩa là cái khả năng phân bố vận suất xuống mặt đường của cái xe. Thì với một tay đuôi mình á, mình sẽ đánh giá cái handling cao hơn là khả năng tăng tốc, bởi vì các bạn giữ được cái tốc độ cao trong cua, tức nghĩa là handling của cái xe tốt á, thì qua khỏi một cái góc cua đó các bạn sẽ đỡ mất thời gian tăng tốc hơn so với là những cái xe mà handling kém. Đúng rồi. Ví dụ như góc cua này các đang bạn đang đi 100 rồi nè Khoa. Đang đi 100 đi, những cái xe khác handling kém chỉ chạy được 80 thôi, thì đó là sau cái góc cua đó những cái xe mà handling kém sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để mà đạt được cái tốc độ. Đúng rồi. 100 như là xe mình. Tin mình đi, đường thẳng Xpander Cross có thể là không quá vượt trội, nhưng mà cứ mời đi đèo, mời đi ăn cua là biết ngay xe nào ngon. Rõ ràng là khả năng của cái xe này thật sự các bạn, vì đây là những khi mà thực hiện những cái bài test thì cả Tâm và Khoa cũng sẽ không cố đẩy tới giới hạn của cái xe, nhưng mà ở hiện tại thì sau khi test mà gọi là test sơ sơ như thế này thì rõ ràng là chúng ta thấy được là Xpander Cross nó thể hiện tốt như thế nào ở trên cái mặt đường. Và các bạn nên nhớ là mặt đường này là mặt đường cực kỳ trơn trượt. Mạnh dạn khẳng định các bạn luôn, lái Xpander Cross bây giờ nó vui hơn rất nhiều. Nhìn mặt anh Tâm đi là biết à. Đừng nhìn mặt mình. Mặt mình là mình sắp nôn rồi. Không, thật sự nói là mình không có nôn đâu, bởi vì lại một lần nữa khung gầm của một cái xe tốt á, chạy nhanh đường xấu nha, không biết say là gì luôn. Hồi nãy là mình nói vui thôi, có một cái câu này mà mình rất là tâm đắc, đó là
chúng ta không thể nào đánh bại được vật lý, nhưng mà chúng ta vẫn có thể vui đùa với nó. Bằng chứng là trên chiếc Xpander Bros này các bạn ạ, chỉ một cái công nghệ can thiệp điện tử đơn giản, rất là đơn giản thôi, là phanh cục bộ một cái bánh khi mà vào cua, nhưng mà nó lại cải thiện đáng kể, thực sự đáng kể cái khả năng vào cua của chiếc xe luôn. Thì cách đây một tháng mình đã có dịp thử cái khả năng bám đường của Xpander Cross với lại những cái xe khác cùng phân khúc với lại Xpander Cross, và có cả một chiếc Xpander không có tính năng AYC. Thì chiếc Xpander Cross có tính năng AYC này, nó có khả năng vào cua cao nhất trong tất cả các xe cùng phân khúc, và dĩ nhiên là cao hơn cả chiếc Xpander không có AYC. Cụ thể là chiếc Xpander Cross có AYC này, nó đạt chỉ số Lateral G-Force, là một cái thông số gián tiếp cho biết khả năng vào cua của cái xe 0.86 Lateral G-Force. Còn những cái xe khác cùng phân khúc của Xpander Cross á, thì nó chỉ đâu đó khoảng từ 0.79 cho đến 0.83-84 mà thôi. Và nếu như mà so với lại cái xe Xpander không có AYC á, thì chiếc Xpander Cross này nó có cái chỉ số Lateral G-Force cao hơn đáng kể đó các bạn. Nó tương đương với việc lắp thêm thanh dằn cho một chiếc xe Xpander bình thường. Bây giờ thì Tâm đang muốn chia sẻ thêm một cái thông số này. Có nghĩa là chúng ta đều biết là cái hệ thống AYC nó hoạt động dựa trên cái các cái hệ thống đi kèm, ví dụ như là ESP, phân bổ lực phanh được điện tử EBD, và cũng như là chống bó cứng phanh ABS. Như vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta tắt đi ESP đi thì cái hệ thống AYC này có hoạt động hay không, và khi nó hoạt động thì có còn hiệu quả hay không. Cho nên là để show cho các bạn thấy luôn thì bây giờ mình sẽ tắt luôn cái nè, đèn tắt ESP đã được bật lên luôn. Anh tắt ESP được nha, nhưng mà đừng có tắt hệ thống OBD nha. Ông mà đỡ. Ok, bây giờ chúng ta cũng trải nghiệm lại một lần nữa với hệ thống ESP đã được tắt. Thì nó sẽ ghê hơn đấy. Nó sẽ ghê hơn đấy, nhưng mà thật sự thì AYC vẫn hoạt động các bạn, vẫn hoạt động rất là mượt mà. Vẫn hoạt động trên màn hình. Đó, rất vui, rất vui các bạn à. Mình nghĩ nha, chốt clip này đi, mình nghĩ Mitsubishi nên đặt lại tên cho Xpander Cross là Xpander Sport. Bởi vì cái AYC này nó tạo cảm giác lái vô cùng vui luôn. Mình chỉ ước là sức mạnh động cơ nó mạnh hơn một chút nữa thì sẽ càng vui hơn. Thật ra thì ở Indonesia và Thái Lan họ có một cái giải đua rally cho Xpander. Dĩ nhiên là cái Xpander đó thì nó không có như cái Xpander mà chúng đang bán tại thị trường Việt Nam cũng như là bán thương mại. Nhưng mà thật sự là cũng với trên cái khung gầm và trên cái nền tảng của Xpander thì họ vẫn có thể làm được những cái chuyện rất là khủng khiếp. Các bạn có thể search YouTube về Xpander chạy rally ở các quốc gia như Indo hoặc là Thái Lan, thì các bạn sẽ thấy được cái khả năng của cái khung gầm này nó đáp ứng được, nói chung là khá là hay đó. Mình xin bổ sung cho anh Tâm thêm một tí đi nha. Nhiều bạn sẽ chống chế là mua giờ mua xe về mình có giờ mình chạy đường sỏi đá đâu mà mình cần AYC này chỉ cho vui. Nhưng mà đừng quên là trên cái đường mà chúng ta chạy bình thường vẫn có những cái điều kiện mặt đường chân trượt, đó là khi trời mưa. Đúng rồi, thật sự là như này nè các bạn, vì Tâm và Khoa đang thực hiện một cái video để kiểm tra cái khả năng hoạt động của cái hệ thống này, cho nên là cả Tâm và Khoa đều đang cố đẩy cái xe tới cái giới hạn. Dĩ nhiên khi các bạn mua xe, các bạn sẽ không bao giờ muốn tới cái giới hạn ở đâu. Nhưng 10 lần không, nhưng chỉ cần một lần mà chúng ta vô tình lọt vào trong cái hoàn cảnh đó, thì nếu như có cái hệ thống này nó hoạt động thì nó sẽ thật là tuyệt vời và thật sự là an toàn. Đôi khi một tích tắc thôi các bạn. Còn dĩ nhiên thì nếu mà để mà Tâm và Khoa test cái hệ thống này trên đường nhựa đó, thì nó sẽ cực kỳ gọi là nguy hiểm. Bởi vì như vậy thì Tâm với Khoa phải đạt một tốc độ cao hơn rất là nhiều, và nó còn ảnh hưởng vô dân sinh nữa, vừa ảnh hưởng vô giao thông nữa. Tâm và Khoa đang không khuyến khích mọi người là dùng cái xe Xpander để chạy những cung đường này, nhưng đang mượn cái con đường này để giúp cái xe nó đạt tới cái giới hạn dễ hơn, để mọi người có thể nhìn thấy được là cái hệ thống AYC nó hoạt động như thế nào. Thêm một ví dụ này, trên đường mưa chân trượt đi, bây giờ mà xe các bạn bị mất lái theo cái kiểu understeer ban đầu á, mà bên hướng ngược lại lại có một cái xe đang chạy ngược chiều mình, mà bây giờ nó bị mất lái rồi, mình đánh cái xe nó không có đi theo ý của mình nữa, mà cái xe nó lao thẳng vô cái xe ngược chiều luôn, thì như vậy là sẽ có tai nạn xảy ra hay không? Bây giờ có AYC, nó sẽ giúp cho chúng ta làm cho xe nó đánh lái theo ý của mình tròn cua hơn, và chúng ta tránh được cái xe ngược chiều trong tích tắc. Thì trong cái tích tắc đó mà cái AYC cứu được cái mạng của mình cũng như là những người thân của mình, thì rõ ràng là cái AYC này là một cái tính năng quá đáng giá luôn, vô giá luôn các bạn à. Ok,
cái clip thì cũng khá là dài rồi. Và có lẽ là nãy giờ Tâm và Khoa cũng đã show cho các bạn thấy hết tất cả những cái sự hiệu quả gọi là đỉnh cao của cái công nghệ này. Lúc đầu thì khi mà Mitsubishi trình làng cái công nghệ này trên cái Xpander thì bản thân mình rất là hoài nghi, không biết liệu rằng cái này nó có thật sự ổn hay không, rồi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cuối cùng lại á, thì ngày hôm nay được test ở một cái cung đường như này thì Tâm hoàn toàn là gọi là thán phục trước cái hệ thống này. Và một cái điều nữa là cực kỳ thán phục với Mitsubishi. Bởi vì sao? Bởi vì họ lại đưa cái công nghệ này lên một chiếc xe rất là gọi là rất là mình phải dùng cái từ là bình dân đi. Có nghĩa là ở cái phân khúc này, ở cái mức giá này, một chiếc Xpander được trang bị một cái công nghệ mình phải nói là chắc là lần đầu tiên trong phân khúc. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái bước tiên phong nữa của Mitsubishi, và một lần nữa khẳng định được cái vị thế dẫn đầu của Xpander ở trong phân khúc xe 7 chỗ tầm trung tại thị trường không riêng Việt Nam mà là Đông Nam Á và cũng như là châu Á. Ok, thôi bây giờ chân thành nha, là có điểm nào mà anh Tâm còn chơi trên Xpander Cross và mong muốn Mitsubishi cải thiện thêm trong thời gian tới hay không? Sẽ có vài điểm các bạn. Thứ nhất đó là cái hệ thống phanh. Thật sự thì với cái nhu cầu đi lại hàng ngày á, thì hệ thống phanh này nó đã rất là ok, nó đã rất là ổn định rồi và đã được chứng minh qua nhiều năm rồi. Nhưng mình vẫn mong muốn là cái chiếc Xpander sẽ được nâng cấp hai cái phanh sau, là từ tang trống lên đĩa, bởi vì năm nay 2023 rồi, chúng ta cũng nên có gọi là thay đổi nó đi. Bây giờ mà vẫn còn xài tang trống thì nó kỳ cục lắm. Cái thứ hai, cái hệ thống chiếu sáng ở cái xe này thì hiện tại Tâm đang thấy mọi thứ đang rất là ok rồi, đang rất là ổn rồi. Nhưng cái đèn cốt có vẻ nó còn hơi yếu. Tâm vẫn mong muốn là sẽ có một cái đèn cốt sáng hơn, đèn pha trên cái xe này đời này thì Tâm thấy là khá ổn rồi đó. Đèn pha rất là sáng nha các bạn, nhưng mà đèn cốt thì nó lại vẫn còn hơi yếu. Rồi cái điểm thứ ba nữa là những cái linh tinh thôi, ví dụ giống như là cái gương chiếu hậu trong xe nè, thì hiện tại chúng ta đang vẫn phải xài lẫy cơ, trong khi đó phanh tay điện tử auto hold chúng ta có cruise control, chúng ta có tràn ngập công nghệ đèn auto, dàn mưa auto luôn rồi, dàn mưa auto, đèn auto, tất cả mọi thứ ok hết rồi, chỉ còn đúng có cái gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động là lại chưa được trang bị. Thì nói chung là đây là những cái vấn đề mà lặt vặt, nhưng mà nên, đã lỡ chơi tới đây rồi, trang bị được một cái hệ thống AYC quá ư là đẳng cấp thì tiếc gì không chơi nốt mấy cái này luôn. Rồi, tóm lại, Xpander Cross, sự thay đổi mới trên đời 2023 là bây giờ nó đã an toàn hơn, chạy vui hơn, và đặc biệt là vẫn giữ những cái giá trị cốt lõi của Xpander, đó là dàn gầm ngon và cách âm tốt, rộng rãi, thoải mái, tiện nghi. Nói chung là kiểu không thiên về một cái gì cả, nhưng mà cái điểm bình quân á thì chiếc xe này có lẽ là tốt nhất trong phân khúc, chắc là sẽ khó có được đối thủ. Kết thúc clip, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, đã luôn đồng hành cùng với Vlog Xe cũng như là AutoZone trong thời gian qua, và cũng chân thành cảm ơn Mitsubishi, và xin chúc Mitsubishi lại tiếp tục thắng lớn với cái Xpander Cross lần này và tiếp tục giữ vững cái vị thế là kẻ dẫn đầu ở trong phân khúc 7 chỗ tầm trung tại thị trường Việt Nam. Ok, xin cảm ơn.